Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam Jobs phát sóng trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, nền công nghiệp ô tô của Việt Nam còn khá non trẻ so với các nước trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, đây lại là một ngày quan trọng đối với đất nước. Hiện nay, đây là một ngày thu hút nhiều lao động. Đã có khoảng 60.000 người lao động hoạt động tại các nhà máy trực thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Ở tầm nhìn chung và dài hạn, nền công nghiệp ô tô của Việt Nam có rất nhiều những triển vọng và tiềm năng phát triển bền vững, nhưng trong ngắn hạn thì lại còn ẩn chứa rất nhiều những tiềm ẩn và rủi ro. Để cùng nói về chủ đề trên, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ các vị khách mời đến với chương trình hôm nay. Hôm nay giới thiệu cùng quý vị ông Michael Barron, tổng giám đốc công ty Mercedes-Benz Việt Nam. Yes, thank you for taking me and welcoming me here today. Thank you. Ông Ngô Văn Trụ, vụ phó vụ công nghiệp nặng Bộ Công Thương. Và ông Phạm Văn Liêm, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp Bộ Công Thương. Xin cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình. Ở cái thời điểm hiện tại thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang gặp những khó khăn. Thì với cái mức tiêu thụ khoảng 150.000. So there are a number of indicators here. On the other hand, we see that there are a number of defaults in companies, some issues on the loan and lending. But overall, we believe that things can and should improve in the second half of the year, especially now that there's clarity on the tax and tariff issues. Tác động rất tiêu cực đến thị trường công nghiệp. Thế là các quản lý của Bộ Giao thông Vận tải dự kiến là sẽ áp dụng đối với một cái ô tô tính cả thế quản lý đến 7 loại. Nên trong cái ô tô thì chưa áp dụng mà cái sản lượng ô tô quý 1 năm 2012 nó giảm 50%. Thưa ông Trụ, có lẽ trước tiên chúng ta nên có một cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp ô tô của Việt Nam. Theo ông, ở thời điểm này thì chúng ta có những cái nét gì là nổi bật và chúng ta đang có cái gì ở trong ngành công nghiệp này thưa ông? Ở cái thời điểm hiện tại thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang gặp những khó khăn. Thì với cái mức tiêu thụ khoảng độ 150.000 xe năm, cái volume cái sản lượng như vậy là rất là nhỏ so với quy mô cần có của một ngành công nghiệp ô tô. Thì hiện nay là chúng tôi đang chuẩn bị trình quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Thì là dự kiến là trong quý 2 năm 2012 này sẽ trình thủ tướng. Thì trong cái bản quy hoạch ấy thì chúng tôi cũng đề cập đến những cái hiện trạng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ở cái giai đoạn hiện tại. Cái thực tế là ở Việt Nam hôm nay có khoảng độ 17 các nhà doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, và nếu mà tính cả những doanh nghiệp nhỏ nhỏ của Việt Nam ấy, tổng số các doanh nghiệp lắp ráp ô tô khoảng độ hơn 50 doanh nghiệp. Thế với một cái thị trường nhỏ và nhiều cái nhà doanh nghiệp lắp ráp ô tô như vậy và cái sản lượng ô tô nó nhỏ như vậy thì đúng là hiện nay thì ngành này đang tập trung khó khăn. Vâng, Mr. Michael, as I know before joining Vietnam's auto industry, you have worked in some other countries in Asia Pacific region. And could you please share with us your experiences in automobile industry? And can you please compare the difference between the automobile industry in Vietnam and in other countries? Well, I worked for a large degree in Japan and Southeast Asia, and maybe Japan is kind of the long-term vision, yeah? Because this is a strong automotive industry, but let's not forget it has 50 years of work and experience behind it. If we look at the other markets around here, we have Malaysia, Indonesia, and Thailand. We have, you mentioned, 60,000 employees here. There are more in Southeast Asian countries. The production is around 1 million, mm-hmm. whereas here in Vietnam it's around 150,000. So there's room to grow and somewhere to look at. And the question actually for us must be how to achieve this growth, how to move ahead. And let's ask ourselves if this is a model, the other laying other surrounding countries, and if it's a model, how we can emulate it. I mean, do we copy it? Do we do something differently? But this is the road ahead for Vietnam, I believe.
Thưa ông Liêm, với những cái hiện trạng, với những tồn tại cũng như là những cái điểm tích cực nếu có đối với nền công nghiệp ô tô Việt Nam, thì theo ông thì chúng ta nên có một cái quy hoạch định hướng gì là phù hợp? Đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì theo chúng tôi thì để mà phát triển trong tương lai thì rõ ràng chúng ta phải có cái định hướng lại so với những cái định hướng trước đây. Đấy. Thứ nhất ý, là để cái yếu tố mà để quyết định cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển thì rõ ràng là cái quy mô thị trường là cái quyết định đầu tiên. Thứ hai ý, là đến cái khả năng đầu tư, rồi thì là trình độ công nghệ, rồi nguồn nhân lực, rồi thì các thứ vân vân. Nhưng mà cái bởi chúng ta đang phát Việt Nam mình đang phát triển theo nền kinh tế thị trường. Đấy. Và đặc biệt là hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế của khu vực thế giới thì rõ ràng là vấn đề thị trường là vấn đề quyết định hàng đầu để cho các cái nhà đầu tư có thể quyết định cái quy mô sản xuất. Dĩ nhiên là trong bối cảnh hội nhập như này thì chúng ta không thể chỉ có nhìn riêng vào cái thị trường Việt Nam mà chúng ta phải nhìn cả ra cái thị trường khu vực và thế giới nữa. Và muốn vậy thì rõ ràng cái sản phẩm mà sản xuất trên đất nước Việt Nam phải có đủ cái năng lực cạnh tranh, đủ cái khả năng cạnh tranh mà với lại các cái nước sản xuất khác trong khu vực cũng như trên thế giới. I think this is an important point because Vietnam is not alone, it's part of the Southeast Asian region, and one of the key terms or one of the key dates is 2018 and there will be a free trade agreement in this respect, and that means 0% tariff on the vehicles. Now this is a chance for Vietnam to export, but it's also, let's say, a challenge or a danger because mm-hmm. the products from the surrounding countries will come to this market. Mm-hmm. And that means that whatever the master plan might be, and I think there's an ongoing discussion, and the VAMA, the automobile manufacturers, welcome this discussion. This has to be done in a quite urgent and quick manner because 2018 is not so far away. It will come quite quickly. And by then, the industry, the automotive industry in this country has to be up and ready, basically. Mm-hmm. No? Thưa ông Liêm, ông nói gì về cái biểu thuế xuất nhập khẩu đối với ô tô Việt Nam? Những vấn đề mà chính phủ Việt Nam vẫn còn đang đưa ra, vẫn còn đang gây tranh cãi. Và đây lại là một vấn đề khá là quan trọng và sống còn đối với các doanh nghiệp làm về lĩnh vực này. Như chúng ta biết ấy, thì cái biểu thuế xuất nhập khẩu ô tô Việt Nam ấy thì nếu như trước đây ấy, thì là chúng ta là cái biểu thuế của chúng ta là gì, thuế xuất là từ 30 cho đến 100%, sau đó là giảm xuống 85% xuống 25%, tức là từ 85% đến 25%, rồi đến cái gần đây nhất ấy, thì theo cái lộ trình của APTA thì rõ ràng là chúng ta đến năm 2018 ấy, là phải thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN ấy, thì phải là bằng không. Và cái lộ trình mà đến năm 2017 thì trong cái cam kết gia nhập WTO thì là nó còn khoảng độ trên 50%. Thế thì đối với cái lộ trình mà giảm thuế như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã cam kết thì chúng ta phải thực hiện. Đấy là cái mà khẳng định khi mà chúng ta là gia nhập và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Như vậy thì rõ ràng là cái thời gian mà để bảo hộ cái sản phẩm ô tô ở trong nước thì không còn nhiều, còn rất là ngắn, thì còn độ 6-7 năm, 5-6 năm. Đấy, nếu như mà trong cái giai đoạn này, theo tính toán của chúng tôi ấy, mà Việt Nam mình không có cái xúc tiến mà quyết tâm xây dựng cái ngành công nghiệp ô tô thì có thể coi như là hết cơ hội để mà mình có thể là cạnh tranh được với lại các cái nước trong khu vực. Chứ chưa nói gì là vươn ra đến thế giới. Bởi vì là một cái nền công nghiệp non trẻ như ở Việt Nam thì không thể cạnh tranh bình đẳng với lại các cái hãng mà người ta có hàng trăm năm coi như là kinh nghiệm phát triển. Thực ra là nếu mà tính đến năm 2018 khi mà cái mức thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN và Việt Nam là 0.5% thì là cái lúc đó thì cái giá ô tô nó sẽ rất là thấp. Giá ô tô nó sẽ thấp, mặc dù là có thể là nhà nước cũng sẽ đánh thêm một số phí vào ấy, để hạn chế cái sức mua ấy. Thế nhưng mà chắc cái quy luật thì không thể thay đổi. Thế nếu mà lúc đó thì mà ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mà không đáp ứng được nhu cầu, cái nhu cầu ấy thì cái thị trường Việt Nam sẽ là thị trường của ô tô nhập khẩu, hoàn toàn là ô tô. Những nhà sản xuất ô tô phải tính là tính 10-15 năm tới. Chính phủ tôi nghĩ
là phải tính đến 25-30 năm tới. Nếu mà vẫn coi ngành công nghiệp ô tô là cái ngành công nghiệp ưu tiên để mà phát triển từ nay đến năm 2020. Đấy là vấn đề. Đấy là cái câu hỏi có hay không có ngành công nghiệp ô tô. Mà nhìn vào cái thị trường như thế thì chúng ta phải phát triển. Mà phát triển như thế nào? Tomorrow starts today and let me give you two concrete proposals from Varma that we would like to see implemented to strengthen the automotive industry here. One is, for example, CKD means the parts that you need to build here to assemble the vehicles. We have very concrete proposals here. We said we suggest an import duty of about 0% mm-hmm. to make it lucrative to import the cars and then put the parts and then put them together. Or another topic is some of the surrounding markets drive right-hand vehicles. Yeah. So it could be an idea to be able to import these parts, assemble them here, and then export to the neighboring countries. So the important thing is that we discuss very concretely, and as investors, both my company, Mercedes-Benz, as well as the other companies, what we need is certainty, we need a perspective, we need accountability, transparency, and we need a plan. Together with the government, and one of the key points here is maybe to bring in different stakeholders. Such a master plan might be more than what people usually think. It's not only about passenger cars, but it implies people on the street, the common person. You need the motorcycles in such an equation. You have to think of passenger cars and commercial vehicles. So I think you really have to look at the big picture. And Vietnam has an incredible chance now because, on the one hand, we see the problems. I'm new to your country, and I'm often stuck in the traffic jam. But if we together work together and kind of leapfrog the discussion and move ahead, then Vietnam has the chance to not repeat some of the mistakes of the surrounding countries, but jump directly into the future. And I think this would be the idea or the ideal for such a master plan. Thưa ông trụ, năm 2010 thì chúng ta đã có một con số là 113.000 chiếc xe đã được lắp ráp tại Việt Nam. Thì theo ông đây có phải là một con số đáng khích lệ để chúng ta có thể tự tin về cái tỷ lệ là nâng cao nội địa hóa linh kiện ô tô không? Là con số 113.000 xe mà được sản xuất lắp ráp ở Việt Nam là con số rất là khiêm tốn. Tại vì là trong số 113.000 xe được lắp ráp thì nó đến mấy chục loại xe. Với cái số lượng nhỏ như vậy và nhiều cái mô đèn xe như vậy rất khó để là nội địa hóa, thì nó kéo, tức là nó gắn liền với lại cái sản lượng của một cái loại xe. Thế muốn như vậy, muốn có một cái loại xe với cái sản lượng lớn thì cần một cái nhà đầu tư, và những nhà đầu tư người ta bỏ không phải ít tiền, người ta bỏ có thể bỏ hàng tỷ đô la. Thì cái này nó phải có như thế. Nhưng mà để có những nhà đầu tư ấy, rất cần một chính sách của nhà nước. Tức là để có một nền công nghiệp phụ trợ, phát triển, hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô thì phải có một cái nhà đầu tư lớn, và nhà đầu tư đấy thì phải, có lẽ là chính phủ phải có sự can thiệp vào để đưa ra những chính sách. Đúng, hoàn toàn. Cái phải có chính sách của nhà nước. Không có sự can thiệp của nhà nước, không có những cái chính sách của nhà nước, không thể nào. I think for investments in your country, you need accountability, stability, and you need a clear perspective. There's no question that Vietnam is a very, very interesting market. The Vama was very clear that the latest discussion on new taxes and levies, which was ended a few weeks ago, was not very productive. And we lobbied very hardly to with the government, and we voiced our opinion. Now, once again, it's up for the government to decide which taxes to levy. Với dân số trẻ, Việt Nam được đánh giá là nước có nhu cầu tiêu dùng mạnh và đang trở thành thị trường tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ xe tính trên đầu người hiện nay là khoảng 18 xe trên 1.000 dân, chỉ tương đương với tỷ lệ của Thái Lan năm 1995. Tỷ lệ này được đánh giá là vẫn rất thấp so với khu vực và trên thế giới và còn nhiều tiềm năng phát triển. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Công nghiệp, đến giai đoạn 2010-2015,
nhu cầu tiêu dùng xe ô tô tại Việt Nam sẽ tăng nhanh lên khoảng 50 xe trên 1.000 dân. Với những con số như vậy, thị trường Việt Nam được đánh giá là còn nhiều dư địa cho các nhà đầu tư. Đó là lý do mà ngay sau khi mở cửa, cho đến nay, ngành công nghiệp ô tô đã chứng kiến sự hiện diện của một loạt những thương hiệu có tên tuổi và đặt nhà máy tại Việt Nam. Hiện nay đã có khoảng 20 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia vào lĩnh vực này. Việc thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ô tô và cấp phép cho nhiều liên doanh nhằm mục tiêu chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô tiên tiến vào Việt Nam. Và nếu các cam kết đều được thực hiện, chỉ sau chưa đầy 20 năm, Việt Nam sẽ làm được những chiếc ô tô có tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60% và tương lai xa hơn là 100% Việt Nam. Ngành công nghiệp ô tô còn được xác định là có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước, được dành nhiều chính sách ưu tiên phát triển trong suốt 20 năm qua. Một dự thảo chiến lược công nghiệp ô tô giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã được đưa ra lấy ý kiến. Tuy nhiên, sau hơn chục năm, tính chung tỷ lệ nội địa hóa của tất cả doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vào thời điểm năm 2010 đều không đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, dòng xe con dưới 9 chỗ, tỷ lệ nội địa hóa dưới 15%, trong khi quy hoạch đề ra là 50%. Tỷ lệ nội địa hóa ở xe khách trên 10 chỗ, xe tải, xe chuyên dùng đạt từ 30-40%, trong khi theo quy hoạch là 60%. Và chính một lãnh đạo của Bộ Công Thương cũng đã thừa nhận thất bại này. Gánh nặng về chính sách thuế, yếu về công nghiệp hỗ trợ và một lộ trình phát triển rõ ràng cho ngành công nghiệp ô tô đã bắt đầu khiến các nhà đầu tư nước ngoài e dè với hướng đầu tư sâu vào thị trường Việt Nam. Và có một thực tế là nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển hướng sang các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Philippines, nơi mà tất cả những điều kiện cần và đủ cho ngành công nghiệp này phát triển đã rất sẵn sàng. Thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô càng trở nên lớn hơn khi mà thời điểm năm 2018, thời điểm giảm thuế hoàn toàn theo cam kết xét APTA đang đến gần. Nếu không có những thay đổi kịp thời, nhiều người lo ngại Việt Nam sẽ mãi mãi không có được một ngành công nghiệp ô tô đúng nghĩa. Thưa ông Liêm, ông nói gì về cái khả năng kết hợp giữa chính phủ Việt Nam với các nhà nhập khẩu linh kiện và lắp ráp ô tô trong nước cũng như là các nhà nhập khẩu ô tô nguyên chất từ nước ngoài vào? Liệu cái sự kết hợp này của chúng ta đã thực sự là có hiệu quả chưa, và chúng ta nên đi theo hướng nào? Nên sản xuất, nên nhập khẩu ô tô nguyên chất hay là nên tập trung chỉ có lắp ráp ô tô thôi ạ? Theo tôi thì giữa cái chuyện mà sản xuất ra và nhập khẩu thì đây là hai cái lĩnh vực mà nó cạnh tranh và cũng là thúc đẩy lẫn nhau. Chứ chúng ta cũng không thể nói là hai cái mặt này là nó hoàn toàn chống nhau, cũng không phải. Bởi vì thực tế chúng ta thấy thì trong cái bối cảnh hội nhập như này thì cái luật của chúng ta là không cấm các cái doanh nghiệp mà làm những cái việc mà pháp luật không cấm. Đúng không? Thế bây giờ là hiện nay thì hàng loạt các cái doanh nghiệp mà lắp ráp vào trong nước thì cũng đang nhập khẩu xe nguyên chiếc, cũng đang đăng ký xin là nhập khẩu xe nguyên chiếc, đã được phép nhập khẩu rồi, cũng phân phối tất cả cái thứ, chứ không phải là chỉ có mỗi là các cái doanh nghiệp mà chuyên nhập khẩu không, mà ngược lại một số doanh nghiệp trước đây nhập khẩu thì cũng đã có cái đầu tư và sản xuất lắp ráp trong nước. Đấy, thì nói như vậy có nghĩa là pháp luật chúng ta không cấm, và trong cái cơ chế thị trường như này thì doanh nghiệp là với mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận, đúng không ạ? Hoạt động với mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Cho nên là người ta hướng theo cái nào nhiều hơn là nó phụ thuộc cái môi trường sản xuất kinh doanh do chính phủ tạo ra. Đấy, nếu như, chứ còn cái chuyện mà kết hợp giữa hai cái này như nào thì như tôi đã nói rồi, thực tế mà nói bây giờ là coi như là có thể là một được rồi. Rất nhiều doanh nghiệp đã là một rồi. Thì còn lại thì một số doanh nghiệp người ta hoạt động độc lập ấy, thì là tùy cái năng lực và cái khả năng của người ta thôi. Đấy, tuy nhiên ấy, thì đến nay mà nói thì cái phát triển của ngành công nghiệp ô tô, sản xuất ô tô trong nước thì nó chưa đạt được như mong muốn. Thì còn rất nhiều cái mà loay hoay vướng mắc. Thì như anh Trụ lúc nãy đã nói rồi. Và tiếp tục như chúng tôi nói thì tiếp tục, mà chúng tôi vừa rồi có cái nghiên cứu mà tương đối là kỹ, có thể nói như vậy, thì đặt ra vấn đề là cái định hướng và phát triển cái ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong giai đoạn tới này nó phải có cái khác. Đấy, phải có những cái mới so với trước. Đây chúng tôi bộ công thương thì cái mới khác so với cái cũ là gì ạ? Cái mới khác như tôi đã nói lúc trước ấy, là bây giờ là để mà khắc phục trong giai đoạn mà chúng tôi dự báo thì đến năm 2015
thì cái nhu cầu trong nước khoảng độ 300.000 xe. Vâng. Năm 2020 khoảng độ trên 500.000 xe. Đấy, và từ 2020 trở đi sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là ô tô hóa, mà bùng nổ cái nhu cầu. Bùng nổ nhu cầu thì đến năm 2025 thì khoảng độ trên 800.000 xe một năm. Và đến năm 2030 khoảng trên 1.3 triệu xe một năm. Và dĩ nhiên là để mà đạt được cái mức sau này ấy, thì nói thật ấy, chúng ta cũng không cần phải kêu gọi. Cũng có các cái doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ. Mr. Michael, how to improve the competitiveness of automobile industry in Vietnam, and what do you think about how to attract the FDI investment from international investors? Okay, I think the situation at the moment from a macroeconomic point of view is actually improving. The expectations in VAMA are that things in the automotive sector will improve in the third and fourth quarter. If we look at the figures, inflation is targeted at 1%, or not 1%, but one digit, rather. The central bank rate has been going down by two points over the last few weeks. Yes. So there are a number of indicators here. On the other hand, we see that there are a number of defaults in companies, some issues on the loan and lending. But overall, we believe that things can and should improve in the second half of the year, especially now that there's clarity on the tax and tariff issues. Now how to go forward? I would like to repeat myself. I think the key point is that there is a certain amount of stability and clarity on the future. That means the Association of the Automobile Manufacturers is very much looking forward to this type of master plan to develop the auto industry. We are absolutely there for dialogue, but we're also looking for some guidance. We think that Vietnam should continue building its own industry, and we think that the supporting industry has to be grown. Now, how to do this all? I think the key point is that we sit and work together, that there is a kind of roundtable discussion, and we openly discuss what works and what doesn't. And if this is done, then you can be sure that the manufacturers will continue to invest in this country. The track record is good, and I'm pretty optimistic for my company, Mercedes-Benz, and for the others that they will continue to do so in the future. But very clearly, the road has to be clear, and there has to be stability in the processes, in the governance, in the taxation issues. And can you say more about yours? Luxury segment development and your strategy in business in the coming years? Well, Mercedes-Benz is very committed to this country. We've been here for 17 years. So we made this choice many years ago to come here. We have been producing vehicles here. We have a few hundred employees. We have dealerships altogether. A few thousand people earn their money within our company. I think we are part of Vietnam now. We are very closely allied with some of your famous stars and singers, and they use our vehicle, which I'm very proud of. And we are really number one in the market in the luxury segment. That means in the last year we had phenomenal growth of 22%. We are basically with over 60%. The absolute number one in the luxury car segment. Mm-hmm. But it's not enough to say this. The question is, what do you do? And as I pointed out earlier, we are building a new factory. We are investing money. We have the most modern kind of metal coating factory in the world, mm-hmm, for Mercedes here in Vietnam. So that means we have a history. We're here now, and we will stay in the future. And we will continue to try to delight our customers. And let me say one more point, starting from us, but it applies to all the others. It's very important not only to the sell the vehicle, but I think also in the whole context of the transportation question, the point is how to service them, how to guarantee that they are safe, that they are working, that they are reliable. And I think here, Mercedes has a great network, the best actually among the luxury car segments, but this is a key point
for other successful companies. Thưa Liêm, ông có nghĩ là trở lại những chính sách về thuế, ông có nghĩ là chúng ta nên có những chính sách ưu đãi về thuế để thu hút mọi sự đầu tư của các nhà đầu tư vào lĩnh vực ô tô không ạ? Thực tế mà nói thì trong suốt thời gian dài, chính phủ Việt Nam đã có những cái ưu đãi rất lớn cho các cái nhà đầu tư sản xuất ô tô trong nước. Như ông biết ấy, trong cái giai đoạn đầu ấy, là cái giai đoạn mà chúng ta đang kêu mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài, thì hàng loạt các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã ồ ạt đầu tư vào Việt Nam trong cái giai đoạn từ những năm 97 đến 2004. Và đến 2004 trở đi thì là các cái doanh nghiệp tư nhân ở trong nước. Thì rõ ràng ấy, thì bước đầu chúng ta biết rồi, ngoài theo các cái luật lúc bây giờ là theo luật đầu tư nước ngoài thì được hưởng rất nhiều cái chính sách ưu đãi. Ngoài ra thì khi mà có luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì trong giai đoạn đầu thì những các cái doanh nghiệp mà lắp ráp ô tô trong nước ấy, là cái xe mà sản xuất trong nước ấy, là được gần như là miễn thuế, không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và sau đó thì giảm dần và đến nay thì là chúng ta biết là sữa xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước là đều phải chịu cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước như nhau. Thì nói như vậy, cái thứ hai nữa là cái bảo hộ trong nước thì nó thể hiện ở cái thuế nhập khẩu. Cái thuế nhập khẩu chúng ta trong suốt thời gian dài rất là cao. Và đến bây giờ thì vẫn còn rất cao, đúng không? Vẫn còn rất cao, và cái lộ trình của chúng ta thì đã là cam kết thực hiện giảm dần. Thì như thế thì rõ ràng là có thể nói là chính phủ Việt Nam đã có cái ưu đãi rất nhiều cho các cái doanh nghiệp mà sản xuất lắp ráp xe ô tô ở trong nước. Mr. Michael, what do you think about the frequent and often drastic changes in taxes in Vietnam, in particular VAT, SCT and registration tax? And does it impact to your business? It definitely impacts, and I think there are most of us have a hard time following the number of taxes and the height. It's to a certain degree almost confusing. So the question is, what does the government want? If we continue raising taxes, if we add additional burdens, I believe the current set of burdens was somewhere between 20 and 50 million dong planned per individual per year, then you will definitely not get more investors to come to Vietnam, yes, to build vehicles, because then they don't see a future for the vehicles. Yeah, exactly. So it's a little bit a difficulty. Once again, the chicken and the egg. What do you do first? You need a large industry, and then you have probably the possibility to tax the vehicles. On the other hand, if you want to grow it, then you shouldn't. Yeah. So the point is, you will stifle the industry at some point, and you make not only the individual costs grow, but you the costs of living, for transport of goods and services, of food, of all these things grow and therefore become more expensive for the public. So we don't make any suggestions or recommendations to the government, but we do ask them to very carefully study and make very sure that they don't. You cannot eat the eggs and or eat the eat the chicken and keep the eggs. Let's put it this way, yeah. Yes. Trong rất nhiều những rào cản đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, thì thuế và phí vẫn là vấn đề có tác động lớn nhất đến ngành này. Chính sách thuế đối với mặt hàng ô tô được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các loại thuế thu vào doanh nghiệp sản xuất và phân phối, như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hay giá trị gia tăng. Nhóm thuế này thể hiện trực tiếp trên giá bán xe. Nhóm thứ hai gồm các loại phí và lệ phí sử dụng, thu trực tiếp trên chủ sở hữu và người sử dụng phương tiện. Theo xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, nhóm thuế đánh vào mỗi sản phẩm trong giai đoạn đầu sẽ phải giảm dần, trong khi các loại thuế đánh vào người sử dụng thì sẽ có xu hướng tăng lên. Điều đáng nói là hiện nay, quá trình điều chỉnh hai nhóm thuế này đang vênh nhau, khi mà nhóm thuế đánh vào giá bán xe giảm rất chậm, còn nhóm thuế đánh vào người sử dụng lại tăng lên rất nhanh. Lấy ví dụ, thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô dưới 10 chỗ ngồi giảm từ 1 đến 11% sau hai đợt điều chỉnh áp dụng cho năm 2010-2011, thì lệ phí trước bạ đã tăng lên mức 20% tại Hà Nội và 15% tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng lệ phí đăng ký biển số tăng gấp 10 lần tại Hà Nội từ ngày 1 tháng 1 năm 2012.
Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có đề xuất áp dụng phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân đường bộ, trong đó mức cao nhất đối với ô tô có thể lên tới 50 triệu đồng một năm với mỗi xe. Như vậy, mỗi chiếc ô tô khi đưa vào sử dụng đang phải gánh chịu cảnh thuế chồng thuế, và giá xe ở một nước đang phát triển như Việt Nam hiện đang cao gấp 2,5 lần so với một nước phát triển và có thu nhập bình quân đầu người cao như Mỹ. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, việc tăng nhiều loại thuế và phí đang đẩy các nhà sản xuất ô tô vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết, và biểu hiện rõ rệt là doanh số sụt giảm, sản xuất đình trệ trong những tháng đầu năm. Một trong những lý do mà các nhà hoạch định chính sách đưa ra với vấn đề thuế là để hạn chế nhập khẩu và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất linh kiện trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ô tô. Tuy nhiên, chỉ riêng chính sách thuế không thể giải quyết được vấn đề này, bởi vì muốn xây dựng được một ngành công nghiệp ô tô đích thực còn cần đến quy hoạch mang tính dài hạn, để các nhà đầu tư yên tâm cũng như xác định rõ loại linh kiện mà Việt Nam có lợi thế để đầu tư và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp cùng tham gia vào lĩnh vực này. Mặt khác, sự thay đổi thường xuyên của chính sách thuế trong những năm vừa qua đã làm gián đoạn các dây chuyền sản xuất cũng như chuỗi cung cấp và các hoạt động bán lẻ của những bên tham gia vào ngành ô tô. Nhà sản xuất gặp khó, người tiêu dùng nản với mức thuế suất quá cao, chính sách thuế từ nhiều phía đã trở thành rào cản, khiến cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam không thể đi xa. Cũng vì thế mà một lãnh đạo doanh nghiệp liên doanh đã than rằng, nếu chính sách vẫn cứ tiếp tục thay đổi như thời gian vừa qua, thì rất có thể đến năm 2018 sẽ chỉ còn 3 liên doanh ô tô trụ lại được với sản xuất. Thưa ông Trụ, tôi có những con số sau. Một chiếc xe nếu mà nhập về Việt Nam thì sẽ phải chịu thuế nhập khẩu với xe nguyên chiếc là 68-78%, với bộ linh kiện lắp ráp trong nước là 20-25%, và dựa trên giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu, ô tô bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là 40-50% hoặc 60% tùy theo dung tích, và sau đó phải gánh thêm 10% thuế VAT nữa. Ngoài ra thì Bộ Giao thông Vận tải hiện đang xem xét cái mức phí bảo trì đường bộ, và nếu mà được thông qua thì có thể là sẽ áp dụng vào cho năm sau. Thì liệu các khoản thuế này có là một cái gánh nặng hay là có một cái áp lực đối với chính người tiêu dùng và với những cái hãng sản xuất hay là kinh doanh về ô tô không ạ? Tôi nghĩ là có mà nó sẽ tác động rất tiêu cực đến cái thị trường ô tô Việt Nam. Thế là các loại phí do Bộ Giao thông Vận tải dự kiến mà sẽ áp dụng đối với một cái ô tô, tôi tính cả phế loại phí đến 7 loại. Nên trong cái ô tô thì chưa áp dụng mà cái sản lượng ô tô quý 1 năm 2012 đã giảm 50%. So với quý 1 2011. Tức là nó ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường ô tô Việt Nam. Và thế nếu thực sự áp dụng thì tôi nghĩ là còn lại hơn nữa. Thì ở đây nó có một cái vấn đề như là tôi trình bày bài nãy, là cái mục đích của việc mà áp dụng loại phí để làm là hạn chế sử dụng. Đấy, nhưng mà đã hạn chế sử dụng thì nó lại mâu thuẫn với cái sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Vâng. Tức là Bộ Công Thương chỉnh quy hoạch, thì Bộ Giao thông Vận tải thì đề nghị là hạn chế. Vâng, hạn chế. Thế cái vấn đề là có hay không có ngành công nghiệp ô tô để phù hợp với lại cái hạn chế này. Cá nhân tôi nghĩ là lỗi không phải cái ô tô, không phải lỗi ô tô. Nhưng mà cái gì đổ lỗi cho ô tô thì không đủ. Còn trước đây thì khi mà cái xe máy bùng lên ấy, thì cũng đã rất nhiều cái cuộc họp là cứ đổ lỗi cho xe máy là máy tặng. Bây giờ thì lại đổ lỗi cho ô tô. Chính phủ cũng có rất nhiều cái chính sách khuyến khích người dân mua ô tô, ví dụ là trước đây có cái 497, có cái 2213 quyết định của Thủ tướng ấy, đã đưa những cái xe tải dưới 5 tấn thuộc giảm được hưởng cái chính sách ưu đãi khi mà người mua ấy là được vay ngân hàng và 0% thuế. Đấy là kích cầu xe cho các nhà sản xuất ô tô. Thế bây giờ là áp những cái loại phí thì tôi không hiểu rồi, áp thì cũng có áp vào những cái loại xe tải không? Chưa nói xe mà chưa khác. Thì tức là cái giữa một cái bên là hạn chế, một bên là phát triển. Vâng. Thì cái này là phải cân nhắc. Nếu muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô
thì không thể tất cả những cái gì ấy cứ đổ dồn cho cái ô tô cả. Tôi cái này rất khó, rất khó nói. Nó là một vấn đề giữa hai quan điểm, rất là khó nói. Thực ra là như tôi đã nói, mình không thể ngăn cản sự phát triển, nó là quy luật. Anh có áp tất cả các loại phí, loại thuế vào cái ô tô ấy, thì người dân người ta vẫn phải đi, vẫn phải dùng. Anh có tăng giá xăng dầu đến bao nhiêu thì người ta vẫn phải mua. Cái đấy có phải ảnh hưởng đến cái vấn đề tắc đường? Tại vì vẫn từng ngày cái xe vẫn hàng ngày người ta vẫn đi vào, thì có áp tất cả phí vẫn thế, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Tức là tự nhiên là các nhà đầu tư người ta thấy cái chính sách như thế thì nó sẽ cân nhắc. Đấy là cái giải quan vấn đề thì ông Michael là nó là cái vấn đề hạ tầng. Cái bài toán là bài toán hạ tầng, tìm cách mà giải quyết cái bài toán hạ tầng giao thông vận tải, chứ đừng đổ lỗi cho cái ô tô. Mr. Michael, the controversy on the press in Vietnam nowadays about traffic jam and infrastructure to create a phenomenon about the tech policies. What do you think about road maintenance fee, personal vehicle registration fee, rush hour city entrance? And what do you think we should or should not? I think this is a little bit confusing for the consumer, for the user, with 7, 8, 9, 10 different types of taxes, levies, duties. At some point, it gets counterproductive. What Vietnam now needs is a kind of clear roadmap. It needs to benchmark itself on other infrastructures, let's say, in the region. Why don't you check and benchmark yourself on some of the other Southeast Asian markets and countries? How much do they spend of their GDP? How do they do their infrastructure? Is there any lessons that can be learned? Vice versa, there might be lessons from Vietnam that they find interesting. Secondly, you should or might want to bring together all stakeholders at one table, meaning the participants in this world of traffic, from the pedestrian all the way to the big truck. And the third point is to really go to the future. Imagine intelligent systems, traffic lights, roads, use of yes, tariffs. Maybe roads cost so and so much at certain times of the day, at other times they're free. Work between public and private partnership, maybe highways, but maybe with a toll. Try different models. I think now's really the time where Vietnam has to leapfrog to the future, with the opening of the markets coming, with the congestion becoming a clear problem for foreign investors, infrastructural problems becoming a hindrance for investments. So 2012 might be a very important year for Vietnam, where really a little bit the direction is shaped. Do you go this way or do you go that way? And the members of AMA, the foreign manufacturers, I think the government, cities and regulations, they really have to work hand in hand. And let me say one more point. Sometimes we have the feeling that the different groups within the authorities, meaning city, state, local authorities, they sometimes don't speak with the same voice. So for us as manufacturers, it's sometimes a little bit difficult to hear which direction are things going. Mm-hmm. So maybe there could be a little bit more cohesion in the midterm. Once again, it's good that there's a discussion and there's a process and people have different opinions. We support that, but for us, it's not always easy to hear from where the wind blows, I'll put it this way. Yeah. What do you think about other hindrances in the automobile industry in Vietnam? And do you think a large number of administration documents keep increasing is the shortcomings for the investors? Yeah, this is the prerogative of the government or the city authority to do as they want. But to mention one example, in our own company, even though we were building a new coating facility, a type of new factory with a 10 million invest,
It took quite some time to get the permits, even though this is the newest technology and this is going to bring further jobs to our plant here in Vietnam. And I think Vietnam might want to benchmark itself on some of the small, very quick states, say in the Baltics or in Eastern Europe, where they very clearly say, this is a USP, this is a unique selling point for my country. If a investor comes with a decision, we guarantee that within a week or two or three, he gets a decision. Maybe he gets a negative decision. This could also be, but he gets a decision and it's very clear and it's very fast. And I think Vietnam wants to be a speedboat, not a slow super tanker. So, the companies would not be here, and you said earlier, I think around 50 or so, they would not be here if they would not believe in Vietnam. But now is the proof of the pudding, as they say in English. Now Vietnam, we have to deliver in this year, in this crucial year of 2012, and set the pace for further growth. Mm-hmm. And how about your recommendation about tax policies? I would be a little bit careful on recommendations with tax policies, but I do think consistency, stability, and a midterm clear picture is important for the investor. The discussion of the last few weeks and months was not so very helpful. Thưa ông chủ, có lẽ đây là một vấn đề mà không riêng chỉ đối với những người làm trên lĩnh vực công nghiệp và ô tô, mà còn phải là một cái sự liên thông giữa các bộ ngành nói chung. Và ông có chia sẻ gì về những cái kế hoạch sắp tới từ phía chính phủ cũng như từ phía các bộ ngành về những cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề và thị trường cũng như là ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ạ? Ngành công nghiệp ô tô thì tôi cho đấy là một cái ngành công nghiệp hết sức quan trọng. Mà nói như là ví dụ như là một cái ngành thiết bị toàn bộ. Nhưng mà để phát triển được ngành công nghiệp ô tô ấy thì đúng là như anh nói là cần một loạt những cái cơ chế chính sách và sự phối kết hợp giữa các bộ này. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến sự phát triển ngành công nghiệp ô tô thì đã được chúng tôi đề cập đến trong cái quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam năm 2020-2030. Thì tôi đồng ý với này ông Michael, chúng ta cần một chính sách rõ ràng, lâu dài, ổn định, lâu dài. Để các nhà đầu tư thấy được là từ nay cho đến năm 2020 cái chính sách, cái lộ trình của cái chính sách, ví dụ như thuế nó là như thế nào, ví dụ như thế, để người ta yên tâm là người ta đầu tư. Mà cái những chính sách đấy nó là phải minh bạch, phải minh bạch, phải được có sự cam kết là không thay đổi. Chứ không thể một năm mà đưa ra mấy lần thay đổi về chính sách thuế thì không ai lường, không ai biết được là cái chính sách tiếp theo nó là như thế nào. Rủi ro cao, cái độ rủi ro rất là cao. Qua những chia sẻ rất là thẳng thắn và cởi mở từ hai phía Việt Nam và châu Âu thì thôi thì nói như ông Liêm và ông Trụ đã chia sẻ từ đầu chương trình là chúng ta hãy hy vọng là chúng ta sẽ sớm có một cái cơ chế chính sách ổn định để tạo một cái sự phát triển bền vững cho nền công nghiệp ô tô của Việt Nam và tạo ra một cái thị trường ô tô minh bạch và tạo đà cho nền công nghiệp ô tô cũng như công nghiệp phụ trợ phát triển. Và qua đây chúng tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các vị khách mời đã tham gia chương trình. Thank you for coming. Thank you. Thưa quý vị, chương trình được hợp tác thực hiện giữa Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam và kênh truyền hình VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.